MC có yêu cầu là quý vị dành cho một tràng vỗ tay nữa ạ. Và quý vị có yêu cầu là nữ ca sĩ của chúng ta thêm một bài nữa không ạ? Vâng, con xin được mời dì Bảy tặng thêm một ca khúc nữa ạ. À, tiếng hát của dì làm cho không khí rất là vui ạ. Làm quá sôi động, bây giờ mình tính làm nhạc gì đây? Chưa biết nữa. Tính có vui có một bài hả? Alo. À đúng rồi, đúng rồi. Vậy mày. Chiều nào em nhớ anh, em mình